anh đi. Và thật nhiên rất là vui vì hôm nay được tới đây. Xin chào. Rất vui tới đây để mà có thể hát trong một cái giờ dịp rất là đặc biệt như thế này và được gần với rất là nhiều những quý vị khán giả. Và bây giờ thì để mở đầu cho phần biểu diễn của mình, Thanh Duy sẽ hát một bài hát rất là dễ thương, sôi động và một cũng một lời chúc của Thanh Duy dành cho tất cả quý vị. Chúc mọi người lúc nào cũng nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười. Bây giờ sẽ là nhạc phẩm được mang tên Ha 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 Remix. Xin mời quý vị bạn cùng lắng nghe. Thank you. Để cho không khí được thêm vui hơn thì bài hát này Thanh Duy mong tất cả quý vị hãy cùng nhau vỗ tay với Thanh Duy được không ạ? Yeah, come on, let's go. Lỡ giây phút này vì trái đất mãi quay, ông mê xa vời và buồn bay. Hãy đi đây một tình giá, vì chưa một lần ăn quá nhảy thở. Và
Trời ơi, xe chắc chứ sợ ha. Nhảy quá trời nhảy, không biết không cũng ngã luôn. Bây giờ thì Thanh Duy sẽ được hát tiếp một bài hát mà cũng là một bài hát của Thanh Duy được mọi người yêu mến Thanh Duy nhiều trong thời gian vừa qua. Và đây là một bài hát Thanh Duy cũng remix lại. Mời quý vị hãy cùng đến với một nhạc phẩm của nhạc sĩ, ca sĩ Ái Phương viết cho Thanh Duy được mang tên Lỗi ở Yêu Dương Remix. Mời quý vị và mọi người cùng lắng nghe. Em vỗ tay to hơn được không? Thank you. Và các bạn ở trên lầu ơi, vỗ tay cho Thanh Duy được không ạ? Ở trên này nữa, thank you. Tình yêu trong đất và cái xa đang vui say. Người kia bên em mà vẫn không chạm cánh tay. Dù em nói mãi mãi tình ta sẽ không nhỏ. Thế nhưng mà tình nào không có. Giờ anh biết rằng tình sẽ không thể nữa rồi. Vì ta tin có những nỗi niềm sẽ riêng đó. Anh chỉ ước rằng mình giá như có hết mong. Xin thời gian ngược lại để được một thân lâu. Cùng đến với Yamaha Motor Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay.
Và tất cả quý vị và các bạn thân mến, sau phần trình diễn vừa rồi, những tràng pháo tay của tất cả quý vị đâu ạ? Ở bạn Hạnh Môn này mấy giờ đóng cửa? Không biết. Mấy giờ? Giờ hát từ giờ tới 10 giờ được không, Thanh Duy? Không. Chịu không? Không. Nhưng mà quý vị vẫn còn nghe thì Thanh Duy vẫn còn hát à. Rồi, chính vì vậy, ngay bây giờ thì xin dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt nữa của tất cả quý vị dành cho Thanh Duy nha các bạn. To hơn nữa được không quý vị ơi? Đúng rồi, mình đi coi ca nhạc mà thắng ca sĩ mà nghe tiếng vỗ tay bự 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 là ca sĩ sẽ hát rất là nhiệt tình. Cho nên là quý vị ơi, hãy cho Thanh Duy thêm một tràng pháo tay to hơn tất cả mọi người được không? Thank you. Và một lần nữa xin được cảm ơn Yamaha Grand này hôm nay mời Thanh Duy tới để mà hát cho tất cả quý vị. Bởi vì là quý vị không đi hát á, mà được gần khán giả như vậy á, rất là vui. Và cũng là một niềm vui của nghệ sĩ. Cảm ơn Yamaha Grand này đã mang tới cho Duy trải nghiệm này. Rồi bây giờ thì để mà tiếp tục cho phần anh nói nhiều rồi, quá hả? Và không, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Thanh Duy, quay sân vườn sân khấu này lại cho Thanh Duy. Một chào đầy thân lớn thật đông nhiên nữa cho Thanh Duy luôn. Bài hát cũng rất là dễ thương và tươi vui. Bài này cũng là bài hát remix mà Thanh Duy phối lại một bài hát rất là nổi tiếng ngày xưa mà Thanh Duy cũng rất là mê. Bây giờ mời quý vị cùng đến với một bài hát nhạc phẩm được mang tên Mây và Núi Remix. Xin mời mọi người cùng vỗ tay với Thanh Duy nha. Let's go. Hey. Come on. Chuyện tình mây đôi buồn, chuyện tình mây đôi buồn, chuyện tình.
và một bài hát nữa để Thanh Duy cũng là một bài hát để Thanh Duy nói lời chúc mừng năm mới với tất cả quý vị khán giả. Chúc cho tất cả quý vị ngày hôm nay có một năm, mình còn mấy ngày nữa mình qua tới năm 2019 rồi đúng không ạ? Chúng ta hãy nói bye bye với những điều buồn rầu cho năm cũ, chúng ta hãy nói say hello với những điều tuyệt vời cho năm mới đúng không ạ? Happy New Year với tất cả mọi người. Và bây giờ sẽ là những ca khúc được mang tên Happy New Year. Mọi người hãy cùng nghe nha. Let's go. Ok. Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Phải bà. Mọi người nghe thấy tiếng gì không hả? Chắc có. Do you hear something? Ok. Dạ. Listen carefully. And the final words are true. Here we are, me and you, feeling love and feeling blue. It's the end of the party, and the moon seems so bright, so alive. Yesterday, now the time for us to say, let's go.